Ở cuối bản tin sẽ là những hình ảnh ấn tượng về địa phương sẽ đăng cai giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019. Giải đấu sẽ khai mạc sau đây 9 ngày nữa. Và những hình ảnh này cũng sẽ khép lại bản tin thể thao 24/7 ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.